chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thế này được biết ha, sự kiện mới ngày mai sẽ bắt đầu là sự kiện Seo Hoon anh em. Đấy, được FIFA bài công bố trên trang Twitter anh em. Đây là những cầu thủ được đề xuất trước cho anh em. Thì vô chơi thì có thể các cầu thủ khác nữa rất là nhiều. Thì đa số anh em để ý là có 10 cầu thủ là người Anh hết rồi. Không hiểu sao nữa. Anh này đấy em, 10 cầu thủ người Anh này đa số là người Anh không mà dạy ngoại hạng Anh nữa. Đấy. Thì nên là chơi dạy ngoại hạng Anh thì quá ngon rồi. Sự kiện này quá ngon. Đó. Thì cái này thêm ba con EOE, đó là con Bell, là Kakinwa và con Nod. Đấy. Đây là ngoại hạng Anh anh em ơi. Con kia là chơi giải dưới thôi. Thì ok anh em, thì mình nói sơ qua sự kiện mới vậy thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu cho anh em. Thì mình sẽ hướng dẫn đi cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip kết thúc sự kiện Top S bằng một sự may mắn của bạn Minh. Đấy, bạn đã khoe mình là bạn quay được 4 con VDC Earth anh em. Ghê chưa, ghê chưa. Đấy anh em để ý nha, trong kho có 4 con VDC Earth nha. Cái này không phải mua nha anh em, cái này thật nha anh em. Đó, bạn quay được 4 con luôn nha, thật sự nha. Nói chung là mình đang mang cái khoe anh em thôi. Đây, đây là cái hình bạn đã chụp cho mình nè. Cái tin nhắn đó thì mình không tự tin nhắn em ơi. Chụp về cho anh em thấy rồi. Nói chung là có thật nha anh em, chứ không phải là mình nó chơi. Đây cái hình nè, 4 con VDC Earth lúc đầu nó chụp cho mình xem nè, lấy lúc nào là quay được á, thấy không? Thật sự là một cái sự mà không biết sao mà nói nó hy hữu hay sao á, mà ai nó cho 4 con một lúc mà hết luôn bắt nó, mà hết luôn cái bắt của thằng VDC Earth anh em. Đó, ghê chưa? Thì mà lấy con dùng, còn 3 con để đó chắc là mang đi chợ bán thôi, để kiếm tiền thôi. Đó, kiếm coi. Nói chung á, là anh chung là quà của AI trước khi kết thúc sự kiện Top S. Thật sự là may mắn anh em. Có nhiều anh em á quay hoài mà không được, đó quay hoài không ra luôn á, nói quay 20 lần luôn, 10 lần gì đó. Nói chung là thật sự là may mắn quay được 4 con, coi như là trúng bánh rồi anh em ơi. Đó, kết thúc sự kiện Top S mà được thêm được mấy trăm coin nữa, quá tuyệt vời. Thì bạn Minh thì mới nạp vô mười mấy gói 12 PFPP của mình và làm một phát liền ra 4 con Vinicius, quá ghê anh em ơi. Đây bây giờ chuẩn bị mua mấy con cầu thủ 94 95 94 chứ anh em, để làm phôi lấy để UTF đổi tiếp anh em. Đấy, khoảng 9 con nè, ghê chưa, ghê chưa. Nói chung đây là một clip vui vui anh em, kết thúc sự kiện Top S mà chuẩn bị sự kiện mới luôn, sự kiện mới ngày mai anh em ha. Nói chung là sự kiện mới ngày mai thì cũng không có gì là hấp dẫn lắm, tại vì sự kiện Top S mới qua anh em cầu thủ quá ngon rồi, thấy quá ngon rồi. Thì bây giờ mình sẽ bán mấy con Vinicius cho anh em, 137 em nha anh em. Thì xài một con thôi. Nói chung là bạn Minh thì để một xài một con thôi. Thì mình cũng xin chúc mừng bạn Minh đã được 4 con Vinicius đó. Anh em nào còn thiếu may mắn thì hãy xem clip này để may mắn lần sau. Quá tuyệt vời anh em ơi. Đó. Đấy, vừa nạp 12 gói BBB của mình xong rồi vô làm lên. Đập bắt lên em, đập bắt Vinicius lên. À, thêm con lát xanh nữa chứ, được thêm con lát xanh nữa, quá hay luôn, quá ngon luôn. Đấy, giờ mình bán nè. Cái này mình nói là mở ra nha anh em, chứ không phải là mình không phải là mình mua đâu, không kêu mình chưa quay đâu, không có đâu anh em. Cái này là bạn mở ra xong bạn nhắn tin cho mình kêu là quá may mắn anh ơi, được 4 con Vinicius một lúc luôn, ghê chứ, cộng thêm con lát xanh icon nữa. Đấy, bây giờ mình mang bán nè, tính ra cộng 4 con loại cũng tầm đến hơn 500 em. Trời, quá tuyệt vời. 500 em coi. Trời ơi, quá ghê. Gần bằng con Ronaldo Icon Remaker anh em. Ronaldo Icon nếu anh em lấy á là bán được tầm hơn 700 em. Trời ơi, ngon quá anh em ơi. Thôi thay vì lấy con Ronaldo 4 lần con này ngon rồi. Nói chung may mắn chỉ có một lần thôi anh em. Đây, đây mình sell qua 3 con nè, một con bay rồi. Đấy. May mắn chỉ có một lần thôi. Được 4 con một lúc chắc là may mắn nhất trong các game thủ của trên thế giới không có anh em. Mình nghĩ là không có luôn thiệt á. Nghĩ sao mà ra 4 con một lúc anh em. Trời ơi, quay tầm như là có offer nó được có 10 lần em. Offer như 10 lần á. Mà ra 4 lần hay trời ơi, sự may mắn lớn luôn, 50% rồi. Cực kỳ là lớn luôn. Không thể tin được anh em. Thật sự là không thể tin được luôn. Ở bên kia trời ơi, em không quay lại được. Quay lại được quá ngon rồi, là gửi cho anh rồi. Nhưng hôm sau mình đã công bố cho anh em được rồi, anh em hiểu được rồi. Chứ không phải là mình làm đi câu view gì em. Thật sự á, bạn nó có thì mới nói thôi, chứ nhìn đi mua 4 con nó về làm gì anh em, tốn con thì tốn cái thì thuế bán nữa đó. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ vô mình lấy điểm U Top S nha anh em, mình đổi cầu thủ nha. Nói chung là kết thúc sự kiện Top S thôi, sự kiện quá ngon, sự kiện lớn nhất năm rồi. Mấy sự kiện sau rất tiếc là con Ronaldo de Lima không đủ điểm lấy rồi, rất là tiếc, nhưng mà không sao anh em,
Bạn này đã có 4 con Vinicius làm quà rồi. Quá tuyệt vời. Đấy, lấy được mấy con Utop S rồi, với một con Top S thường. Bây giờ sẽ vô là đổi điểm và chuẩn bị lấy thêm một con Rainer. Đấy, cũng hơi tiếc con Ronaldo nè, nhưng mà sức người có hạn em, nạp quá nhiều rồi, nhưng mà vẫn không đủ rồi, thôi chịu thôi. Ok, bây giờ mình cho con 94 vô nha. Mình sẽ exchange đó, mình lấy 40 điểm. Nói chung là nãy mua 9 con rồi, trong kho có thêm một con nữa nên mình ok, mình exchange thôi anh em ơi, làm thôi. Đấy, 40 điểm nha anh em. Tiếp tục mình sẽ làm khoảng tầm 10 con là mình đủ điểm lấy con The Rainer CM Utop S. Đấy, hôm nay thì kết thúc sự kiện rồi. Nói chung là ạc này đạt nạp anh em. Nói chung là làm một clip vui vui thông báo sự kiện mới cho anh em và chúc mừng bọn mình. Một người thì là may mắn nhất trong các game thủ luôn, may mắn nhất luôn, thật sự luôn đó. Các game thủ trên thế giới chắc chưa ai được mà 4 con mà Vinicius mà tôi bắt chứ. Trời ơi, con đó lấy 130 em một con, trên 30 em một con, quá ghê. Đấy, không cần lấy Ronaldo Remaken luôn, cũng đủ tiền rồi, đó cũng đủ coi rồi, 500 mấy rồi, nâng cấp đội hình lên quá tuyệt vời luôn rồi. Nói chung gạt nạp thì đôi khi cũng một may mắn anh em. Còn đôi khi có những người không may mắn đó. Ai không may mắn thì nhớ coi clip này và sẽ may mắn lần sau. Thì tiếp tục nha em, mình đang tiếp tục, mình đang đổi điểm. Thật sự thì cái tỷ lệ mà ra con Vinicius chỉ có 1% thôi anh em, vậy mà ra được 4 con có nghĩa là may mắn thật sự là lớn. Mình không thể nào mà không nhắc đi nhắc lại được, thật sự anh em, quá lớn luôn anh em. Nên nói mà bạn mình nói là tối ngủ mơ đến khi thấy Vinicius luôn. Nói còn Vinicius luôn, ghê thật chứ, anh không thể gà được chứ, thật sự luôn anh em, quá là ghê luôn. Thì sự kiện Top S là sự kiện quá đỉnh của năm rồi, nên anh em nào có tranh tụ mà hôm nay bước cuối có muốn nạp biết gì thì nạp lên anh em, lấy lên, không thì thôi anh em. Đó, ok anh em, thì vẫn đang tiếp tục nha anh em. Đó, gần đầu đẹp anh em, còn mình hai lần nữa, hai lần cầu thủ lên, ok. Đấy, ok anh em. Đấy, tiếp tục nha anh em. Sự kiện Top S thì quá ngon rồi anh em ơi. Anh em nào tranh thủ mà chưa nạp hôm nay thì cứ nạp đi. Đó, nạp lấy thủ nó lấy đi, đó lấy đi. Nói chung là còn anh em nào chưa nạp thì thôi anh em, không lấy được thôi bỏ đi anh em. Nói chung là kết thúc sự kiện rồi. Đó, mình nghĩ là cầu thủ sẽ lên giá anh em ơi. Sau cái kiện này cầu thủ Top S sẽ lên giá đó, tại vì cầu thủ Top S xài rất là ngon nè. Anh em có thể xài đến gần cuối mùa cũng được. Thì tốn cái này mình up cái over lên thôi. Thật sự up over là tốn tiền thôi, up over thôi. Đấy, bây giờ mình lấy con Rainer nha anh em. Đấy, kết thúc sự kiện Rainer Utop S. Yes, quá tuyệt vời anh em ơi. Xong rồi, đấy, Rainer CM Man City. Anh nói xuống đây, đấy, là Rainer nha. 208 em. Ôi ôi, quá ngon rồi. Lấy được hai con Utop S. Một con Utop S thường. Đấy anh em, đạt này thì quay cũng gần hết rồi, hết FPP rồi. Hay con Rainer CM vô con Scam anh em. Đấy, đạt này nạp vô quá khủng khiếp anh em. Nhưng mà chưa lấy được cái Ronaldo rồi, nghĩ là gần lấy được rồi. Cũng hơi đen. Nói chung là giới hạn, đẹp có giới hạn anh em. Nạp như nó quá đủ rồi, ở bên kia có giới hạn rồi. Ok anh em, thì cái hạt bạn Minh thì mình thấy khá ok rồi. Chúc mừng bạn đó đã được 4 con Vinicius rồi. Thì bây giờ mình sẽ kèm một ạc khác của bạn Lợi Hoài. Bạn này thì nạp vô cũng hơn 10 gói nữa để lấy con Ronaldo de Lima. Ok anh em, bạn này thì quá ngon rồi. Đây cũng có vài con Utop S đây, mình giới thiệu cho anh em sơ sơ thôi. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình lấy con Ronaldo Rim Icon để kết thúc sự kiện bên bạn ạc bạn Lợi Hòa nha. Bạn này thì cũng nạp bên mình, vừa nạp xong 10 gói là vô lấy luôn. Tại nạp trước đó nhiều rồi, thiếu. Đó, vô nạp tiếp để lấy Ronaldo Rim Icon nha anh em. Chung là một clip thì kết thúc sự kiện vui vui cho anh em chơi thôi. Đấy, cho anh em biết là Việt Nam mình đó, đại gia không rất nhiều, đam mê cũng rất nhiều.
nạp cũng rất nhiều, nhưng mà mình không khuyên anh em nạp cho anh em đó. Anh này là có điều kiện thì cứ nạp thôi, chứ còn không phải khuyên anh em nạp đó. Anh em đam mê có tiền ok nạp vô, còn anh em học sinh sinh viên thì nạp cái khác ít cũng được, chỉ chơi không được em, mình không khuyên anh em nạp đó. Anh em cứ đam mê, anh em cứ nạp vô chỉ chơi vài cái gì đó đó cũng được thôi. Còn anh em nó có nhiều tiền thì cứ nạp vô đó. Đại gia thì nhìn thấy đại gia Việt Nam mình nhiều lắm ấy, Ronaldo đầu đi mà, yeah đó, Ronaldo nó có hơn 700 triệu anh em thấy không ấy. Thì nói chung nay mình làm một clip vui vui hơn em, công bố sự kiện mới cho anh em và làm một clip kết thúc sự kiện top S của Ác Bạn Minh đã mở được 4 con video search. Chúc mừng Bạn Minh và Ác Bạn Lợi Hoài đã mở được con Ronaldo de Lima đấy. Nói chung là anh em nào còn muốn nạp nữa để lấy thêm, nhắn cố gắng ngày cuối thì ok, có thể inbox Zalo mình ở dưới nha anh em đó. Ok anh em, hôm nay làm clip vui vui anh em ha. Anh em thấy hay thì like cho mình nha anh em, anh em chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.